Hello, tôi chào Cỏ, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục học từ vựng và ngữ pháp 2K4 thực tế qua các chuyên đoạn phim. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách dùng của chí sự nha. Chí sự là liên từ có nghĩa là thứ hai, thường đi kèm với sổ chen và mình thường dùng sổ chen chí sự. Ví dụ, sổ chen yên cây mình bại nếu quê sở mê yao chuộng, chí sự yao chư đạo sở mơ chuộng. Sổ chen yên cây mình bại nếu quê sở mê yao chuộng, chí sự yao chư đạo sở mơ chuộng. Đầu tiên nên hiểu rõ tại sao bạn phải làm, thứ hai phải biết làm như thế nào. Hay, truy miên sự sử, sổ chen yao chuan chân sư tế y phụ, chí sự bù yao chỉnh trang. Truy miên sự sử, sổ chen yao chuan chân sư tế y phụ, chí sự bù yao chỉnh trang. Khi đi phỏng vấn, đầu tiên phải mặc quần áo trang trọng, thứ hai đừng căng thẳng. Sau đây mình cùng nhau học qua các chuyên đoạn phim nha. 首先,没有我的允许,这不是承诺。其次,我不管你花多少钱,赶紧给我退了。首先,没有我的允许,这不是承诺。首先, đầu tiên, 没有我的允许, không có sự cho phép của ta, 这不是承诺, đây không phải lời hứa. 首先,没有我的允许,这不是承诺。其次,我不管你花多少钱, 赶紧给我退了。其次, thứ hai, 我不管, ta không biết, 你花多少钱, con tiêu bao nhiêu tiền, 赶紧给我退了, mau chóng trả lại cho ta. 其次, 我不管你花多少钱, 赶紧给我退了。首先,敲门,然后从正门进。其次,走路机的发声音啊! OK. 首先敲门,然后从正门进。首先, đầu tiên, 敲门, gõ cửa, 然后, sau đó, 从正门进, đi vào từ cửa chính. 首先敲门,然后从正门进。其次,走路气的发声音啊,好 吗? 其次, thứ hai, 走路气的, đi lại, nhớ, 发声音啊, phát ra tiếng động, 好 吗? Được không? 其次,走路气的发声音啊,好吗?首先,无敌是萧默的女朋友,谈不上我追她。其次,无敌是真的有能力,也谈不上我偏袒。首先,无敌是萧默的女朋友,谈不上我追她。首先, đầu tiên, 无敌是 ngô địch là, 萧默的女朋友, bạn gái của Tiêu Mặc. 谈不上, không thể nói là, 我追她, tôi theo đuổi cô ấy. 首先, 无敌是萧默的女朋友,谈不上我追她。其次,无敌是真的有能力,也谈不上我偏袒。其次, thứ hai, 无敌是真的, ngô địch thật sự, 有能力, có năng lực, 也谈不上, cũng không thể nói là, 我偏袒, tôi thiên vị. 其次, 无敌是真的有能力,也谈不上我偏袒。 首先,欢迎各位旅客乘坐我们中厦航空的班机。其次,跟大家说一个好消息。首先,欢迎各位旅客乘坐我们中厦航空的班机。首先, đầu tiên, 欢迎各位旅客, hoan nghênh các hành khách, 乘坐, ngồi trên, 我们中厦航空的, của hãng hàng không trọng hạ chúng tôi. 首先, 欢迎各位旅客乘坐我们中厦航空的班机。其次,跟大家说一个好消息. 其次, thứ hai, 跟大家说, nói với mọi người, 一个好消息, một tin tốt. 其次,跟大家说一个好消息. 首先,虽然同样是我的队友, 但我们的恋爱是我们的私事,与战队比赛无关. 其次, 那些质疑我们战队是因为我和童瑶谈恋爱而产生矛盾的人,我只有一个回答。首先,虽然童瑶是我的队友,但我们的恋爱是我们的私事,与战队比赛无关. 首先,đầu tiên,虽然童瑶是, mặc dù đồng giao là, 我的队友, đồng đội của tôi, 但我们的恋爱, nhưng chúng tôi yêu đương, 是我们的私事, là chuyện riêng của chúng tôi. 与, ú quan, không liên quan đến, 战队比赛, thi đấu của toàn đội. 首先, 虽然童瑶是我的队友,
但我们的恋爱是我们的私事，与战队比赛无关。其次，那些质疑我们战队是因为我和童谣谈恋爱而产生矛盾的人，我只有一个回答。其次，thứ hai, 那些cho đến tạo人là cụm danh từ, mình sẽ dịch 那些人 trước, những người, 质疑我们战队, nghi ngờ đội của chúng tôi, 是因为 là vì, 我和童谣谈恋爱, tôi và đồng giao yêu nhau,而产生矛盾, mà nảy sinh mâu thuẫn. 我只有一个回答, tôi chỉ có một câu trả lời. 其次,那些质疑我们战队是因为我和童谣谈恋爱而产生矛盾的人，我只有一个回答。首先，这套卷子南向晚也是要写的。其次，我又不让他给我讲，我就看他解题过程，又不会占用他时间。首先，这套卷子南向晚也是要写的。首先，đầu tiên, 这套卷子 bộ đề thi này, 南向晚 Nam Hướng Vãn,也是要写的 cũng phải làm. 首先这套卷子南向晚也是要写的。其次我又不让他给我讲，我就看他解题过程，又不会占用他时间。其次 thứ hai, 我又不让他得lại không bảo cậu ấy, 给我讲讲cho tớ, 我就看得起 xem,他解题过程quá trình cậu ấy giải đề, 又不会 cũng sẽ không, 占用他时间, chiếm dụng thời gian của cậu ấy. 其次我又不让他给我讲，我就看他解题过程，又不会占用他时间。首先，陆桥并不是我的新欢，其次是风平自己决定要搬回时光酒店暂时住的，听明白了吗？首先，陆桥并不是我的新欢。首先，đầu tiên, 陆桥并不是 lục kiều không phải 我的新欢 niềm vui mới của tôi. 首先，陆桥并不是我的新欢。其次，是风平自己决定要搬回时光酒店暂时住的，听明白了吗？其次 thứ hai, 是风平自己决定là Phong Bình tự mình quyết định. 要搬回时光酒店, muốn chuyển về khách sạn thời quang, 暂时住的, ở tạm. 听明白了吗? Nghe rõ chưa? 其次, 是风平自己决定要搬回时光酒店暂时住的。听明白了吗? 首先, 我要对你们表示祝贺。其次, 需要对你们提出更高的要求。首先,我要对你们表示祝贺。首先 đầu tiên, 我要 tôi muốn 对你们表示祝贺, bày tỏ chúc mừng đến các bạn. 首先我要对你们表示祝贺。其次是要对你们提出更高的要求。其次 thứ hai, 是要 là muốn 对你们提出 đưa ra cho các bạn 更高的要求, yêu cầu cao hơn.其次是要对你们提出更高的要求。首先，我不是背后做事的小人。其次，要是没有你，我也会这么做，所以你不需要任何负担。首先，我不是背后做事的小人。首先，đầu tiên，我不是，tôi không phải，背后做事的小人。小人，tiểu nhân，背后做事，làm việc sau lưng。首先我不是背后做事的小人。其次要是没有你我也会这么做，所以你不需要任何负担。其次 thứ hai, 要是没有你 nếu không có cô, 我也会这么做 tôi cũng sẽ làm như vậy, 所以你不需要 vì thế cô không cần, 任何负担 có bất kỳ gánh nặng gì. 其次要是没有你我也会这么做，所以你不需要任何负担。首先呢，我要感谢曾航的老师，还有各位街坊邻居亲自光临。其次呀，我希望大家喝好吃好哈。首先呢，我要感谢曾航的老师，还有各位街坊邻居亲自光临。首先呢，đầu tiên,
我要感谢，都muốn cảm ơn, 曾 hàng 的老师, 小编 của Tăng Hàng, 还有各位, còn có các vị, 街坊邻居, hàng xóm láng giềng, 亲自光临, đích thân đến đây. 首先呢,我要感谢曾 hàng 的老师, 还有各位街坊邻居亲自光临。其次呀,我希望大家喝好,吃好。其次呀, thứ hai,我希望大家 tôi hy vọng mọi người 喝好 uống ngon 吃好 ăn ngon 其次呀我希望大家 喝好 吃好首先呢我是镇上小学的老师是班主任不是带孩子的其次呢您说到门当户对啊是我们家是小地方的首先呢我是镇上小学的老师是班主任不是带孩子的。首先呢，đầu tiên, 我是 tôi là 镇上小学的老师 giáo viên tiểu học trong thị trấn, 是班主任 là giáo viên chủ nhiệm, 不是带孩子的 không phải người trông trẻ. 首先呢，我是镇上小学的老师，是班主任，不是带孩子的。其次呢，您说到门当户对，是我们家是小地方的。其次呢, thứ hai, 您说到, bà nói đến, 门当户对, môn đăng hộ đối, 是, đúng, 我们家, nhà chúng tôi, 是小地方的, là ở chỗ nhỏ bé. 其次呢, 您说到门当户对, 是, 我们家是小地方的。首先呢, 我要谢谢各界对盛虹的支持和鼓励。其次,我要谢谢盛虹所有的工作员工这么多年来的辛勤和努力。首先呢我要谢谢各界对盛虹的支持和鼓励。首先呢đầu tiên我要谢谢tôi muốn cảm ơn各界对盛虹的支持和鼓励。支持 sự ủng hộ 和鼓励 và khích lệ 各界 của các giới 对盛虹 đối với Thịnh Hồng. 首先呢我要谢谢各界对盛虹的支持和鼓励。其次，我要谢谢盛虹所有的工作员工这么多年来的辛勤和努力。其次 ，thứ hai， 我要谢谢 tôi muốn cảm ơn 盛虹所有的工作员工 tất cả nhân viên của Thịnh Hồng 这么多年来的nhiều năm như vậy 辛勤、chăm chỉ 和努力 và nỗ lực。其次。我要谢谢盛虹所有的工作员工这么多年来的辛勤和努力。首先他从来就没有逼过我。其次就算是他逼我了那又怎么样呢我爸不还一直逼我呢吗但他心底里是为了我好呀。首先他从来就没有逼过我。首先đầu tiên他从来就 anh ấy trước giờ 没有逼过我 chưa từng ép em。首先他从来就没有逼过我。其次就算是他逼我了那又怎么样呢其次 thứ hai, 就算是 cho dù là, 他逼我了 anh ấy ép em, 那又怎么样呢 thế thì có sao chứ? 其次就算是他逼我了那又怎么样呢我爸不还一直逼我呢吗我爸bố em,不还一直chẳng phải cũng luôn, 逼我呢吗? ép em sao? 我爸不还一直逼我呢吗? 但他心底里是为了我好啊。但他心底里, nhưng ông ấy từ đáy lòng, 是为了我好啊, là muốn tốt cho em. 但他心底里是为了我好啊。Sau đây mình cũng nhau xem lại các trích đoạn có chứa chí tự nha. 首先, 没有我的允许, 这不是承诺。其次我不管你花多少钱赶紧给我退了。首先敲门然后从正门进。其次走路记得发声音啊 ,OK? 首先吴迪是萧默的女朋友谈不上我追她。其次吴迪是真的有能力也谈不上我偏袒。首先欢迎各位旅客乘坐我们仲夏航空的班机。其次跟大家说一个好消息首先虽然童瑶是我的队友
但我们的恋爱是我们的私事，与战队比赛无关。其次，那些质疑我们战队是因为我和童瑶谈恋爱而产生矛盾的人，我只有一个回答。首先，这套卷子南向晚也是要写的。其次，我又不让他给我讲，我就看他解题过程，又不会占用他时间。首先，陆桥并不是我的新欢。其次，是风平自己决定要搬回时光酒店暂时住的。听明白了吗？首先，我要对你们表示祝贺。其次，需要对你们提出更高的要求。首先，我不是背后做事的小人。其次，要是没有你，我也会这么做，所以你不需要任何负担。首先呢，我要感谢曾航的老师，还有各位街坊邻居亲自光临。其次呀，我希望大家喝好吃好哈。首先呢，我是镇上小学的老师，是班主任，不是带孩子的。其次呢，您说到门当户对，是我们家是小地方的。首先呢，我要谢谢各界对盛虹的支持和鼓励。其次，我要谢谢盛虹所有的工作员工这么多年来的辛勤和努力。首先，他从来就没有逼过我。其次，就算是他逼我了，那又怎么样呢？我爸不还一直逼我呢吗？但他心底里是为了我好的。Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau học cách dùng của chí次qua các trích đoạn phim. Chí次là liên từ có nghĩa là thứ hai, thường đi kèm với sổ xiên. Sổ xiên, chí次. 你们都学会了吗? 今天就到这吧, 谢谢大家, 再见.